Hết Thì một coi như bài. là nói chung là tóm lại cái bài này là thứ nhất là cũng có nói về cái cách mà để mà cầu cầu mẹ Dạ. là chính, tại vì Đúng rất là rồi. nhiều người muốn biết cầu mẹ thiên nhiên như thế nào, thì bây Dạ. giờ chị có thể nói sơ Đúng lại rồi. cái phần Mình cầu cho nó kỹ lại một lần nữa đây. nói sơ lại là cái đoạn là cầu là mẹ nói là chỉ rõ họ và tên của mình ra, mình cứ đọc cái tên của họ mình ra, xong rồi mình ước nguyện cái gì, mình muốn cầu mẹ cái gì thì mình sẽ nói Rồi ra mình để niệm sao? Mình niệm sao? Mình mình đọc trước khi sao? mình chị là thường thường chị cầu là Nam Mô A Di Đà Phật, con chào mẹ thiên thần tánh mẫu. Ừ, rồi con rồi muốn cầu cái gì là tự trong mình nói ra, con muốn cái gì là mình nói ra. Mẹ thiên thần thánh mẫu hả? Mẹ thiên thần thánh mẫu, Nam Đầu Mô đầu A tiên Di. là mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật trước. Con chào, con xin chào mẹ thiên thần thánh mẫu. Dạ, con xin chào mẹ thiên thần thánh mẫu. Rồi mình mới nói cái ước nguyện của mình lên, là mình cầu được sống đời thượng quân thánh đức, hay là sao, hay là muốn Rồi về cõi rồi Phật gì rồi đó, phải chị thường thường chị hay cầu gì nè. Con cầu xin mẹ làm cho con theo thánh ý của ngài, tại vì à? con là chúng sinh, là người mình vô thường, không có hiểu được cái những cái quy luật của vũ trụ. Nhiều khi mình muốn muốn mẹ cảm hóa mình theo cái ý của mẹ, mình chỉ ao ước vậy thôi, mình muốn làm theo cái ý của mẹ, chỉ biết cầu vậy thôi. Chứ còn rồi mình cầu cho con gái mình thì mình sẽ nói tên con gái mình ra, rồi mình muốn ước nguyện mình sao thì mình nói cho mẹ biết vậy đó. À, mình cầu cho tới ai thì mình nói tên tuổi của nó ra, Rồi chồng cha mẹ gì đó. mình muốn cầu được mạnh khỏe hay là cái gì đó, mình tự mình nói ra. Thì ông tu là coi như là ông nằm chèo, ông đút vô bụng á. Quá căn Mà nhà này nó hợp với cái sấm giảng của Đức Thầy luôn. Thầy cũng nói là con sông nước chảy dòng cầu, ngày sau có việc thẩm thầu thiết xa, y chang luôn. chừng ấy nổi dậy phong ba, có con điện thú nuốt mà người hung, Đó thì bây giờ mẹ cũng cho biết vậy đó, người mẹ gọi tu thú ấy xuống. phục tùng, người không tu niệm ngõ hầu nó ăn. Đúng rồi. Sao mà ca sĩ Tuấn Dũng nhớ mà thuộc luôn, Thì hay vậy. hợp với cái giảng của thầy luôn á. Mà Tuấn Dũng hát hay quá, mà sao bữa nay chị mới được nghe luôn Gì hả? á. Tương tư đời cho ai lạc, lọt xuống sàn tương tư đời khổ lụy, lai sau mang bệnh tật, mai vàng son không có, thiền người về âm phủ, ngược đời thiên phủi bỏ. Thì mẹ nói là không chịu tu mà ngược đời là mẹ phủi bỏ đó. Cái này là Ủa? thông điệp của mẹ đưa xuống nha, chứ Dạ. chị có báo Coi tin đó, như là chị là cái người báo tin. truyền tin đó. Dạ. Dạ. Về đâu thành cát bụi, đâu đó côn trùng nuốt, với bóng ma quanh người, một đời vịnh cõi âm, tiếng gọi của người âm tình hình không còn nữa, yêu người mà thiên lộ, nhau ta từng nghe thấy. Là cái đoạn này chị thấy người âm nói chuyện hơn, mỗi người âm nói chuyện tình trường thiên cảm hóa. Là mẹ cảm hóa cho chị được nghe người âm nói chuyện đó, lúc 17 tuổi chị thấy ma đó. Đẹp lòng ta đây biết, ngàn thu cõi người âm, sau trước khi hiện về, đừng nói chết là xong, khóc ròng khi than khổ, cho ai thời trả nghiệp, tương đương tội mình làm, lai Phật tổ nói rồi. Thì cái thời Phật tổ như lai giảng đạo đó, Phật tổ cũng nói rồi, nếu mà con người nó chuyển kiếp theo cái nghiệp lực của mình, gieo gì thì trả cái đó. Cho nên là trong kinh của chị viết nó cũng ứng nghiệm như vậy. Mình sống trên đời này mình làm cái gì thì tới khi mình chết mình phải trả cái nghiệp. Coi như là chết không phải là hết, mà phải phải Đúng đi rồi. theo cái dòng luân hồi của sanh tử Đó, ha. đó chị đọc lại cái đoạn này cho coi cái cách mà mẹ cho cảm hóa chị thấy người âm nè. Yêu người mà thiên lộ, nhau ta từng nghe thấy, mỗi người âm nói chuyện. Là chị nghe người âm nói chuyện cái lúc mà chị nhìn thấy đó, nói chuyện bình thường luôn. Tình trường thiên cảm hóa, đẹp lòng ta đây biết, ngàn thu cõi người âm, sau trước khi hiện về, đừng nói chết là xong, khóc ròng khi than khổ, cho ai thời trả nghiệp, tương đương tội mình làm, lai Phật tổ nói rồi. Là Phật tổ Như Lai cũng đã từng cho biết đó. Lai đây mai đây ta nhắc lại, thì người coi lo liệu, ngược thời biết ăn chay, về đâu tu đến cùng, đâu đây trời thương xót. Thì coi như mình sống ở trên đời này mà mình không có ăn động vật đó, thì sau này mình chết rồi mình mẹ thiên nhiên sẽ rước mình về trời sớm hơn. Còn mình ăn động vật thì mình phải trả quả, mình phải tái sinh ra động vật lại để người ta ăn lại mình. Nhưng mà cái thời này là mẹ nói là ai mà tu là mẹ cứu lên thiên đàng luôn, không có cho trả nghiệp nữa, mẹ tha hết tội tình.
Yeah. Cho nên chiến này ai mà tu là coi như là tới khi quy tiên là mẹ đón về trời luôn. Tội tội tình là mẹ tha hết. Vậy luôn ha. Dạ. Mà phải biết ăn chay biết tốt là tốt hơn, ăn chay hơn. Phải ăn chay ha. Còn nếu ai không ăn chay được thì cứ ăn mặn. Dạ. Thì dù như ăn chay không được chay trường thì ăn chay kỳ. 10 ngày, 6 ngày đó, hoặc là 16 ngày đó ha. Chứ còn không phải tại, tại vì Đức Thầy cũng nói là khuyên người tu tỉnh ít nhiều cũng hay mà. Miễn đúng có rồi. Tu có làm cúng lại niệm Phật làm lành là, dạ. Là được cứu cứu giấc. Ngực thời biết ăn chay về đâu tu đến cùng đâu đây trời thương xót với tình mẹ bao la một đời thiên nuôi dưỡng tiếng vang tận muôn đời tình hình ta nổi dậy yêu ai đón long về mối này thiên thấy rõ tình hình ngài ban phước đẹp lòng con thượng đế ngàn đời thiên che chở sau trước dù ở đâu thì mẹ cho biết vậy đó. Nếu như mà ai mà biết tu rồi mà nhớ về cội nguồn á là cho dù mà đứng ở đâu nữa sau trước dù ở đâu là ngàn đời thiên che chở là mẹ thiên nhiên cũng che chở cho người đó. Mà chỉ có một cái hội này thôi nha. Chỉ có một cái hội này thôi, cái hội này mà ổng tu là không còn cái hội nào nữa đâu. Hội này là hội chót rồi chị hội ha. Hội chót đó, giống là như hội lâm hoa đó phải không? Hội lâm hoa đó mà giống như là trong sống của Phật thầy Tây An nói sao là nó y như vậy. Dạ. Yeah. Nói là sau này là Việt Nam mình là làm bá chủ mở hội lâm hoa đó. Rồi sống trọng trình cũng cho biết vi diệu pháp màu quy một thầy mối. Cũng em có nhớ thầy nói là hội lâm hoa chọn kẻ tu mi. Đúng rồi. Người hiền đức đường phò chân chúa. Vậy là sau này là có chân chúa nữa chị. Chân chúa đó. Dạ. Yeah. Chúa tái sinh. Dạ. Yeah. Chúa về chúa trong mà hội lâm hoa. Dạ. Mà chúa Phật 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 mẫu á, Phật mẫu mẹ hiện hình nha, mẹ hiện hình về á. Tức mẹ là sau này Đức Chúa Giêsu cũng trở lại luôn ha. Chị nói em nghe nè. Cái xong rồi mẹ trong kinh dịch đó mẹ nói vậy nè. Quê nào mà theo lối ta, quê nào mà theo lối con, mẹ đến đó hiện hình. Cái xong rồi cái con bé ở bên Hàn Quốc á, bé Tinh Vân á. Xong rồi cái mà bé rất là tin về những cái lời mà chị nói, bé rất là hiểu về cái Phật cái những cái kinh mà chị viết ra nè. Dạ. Xong rồi bé cầu mẹ thiên nhiên, xong rồi bé thấy mẹ hiện về luôn á. Mà giờ thấy giống như chị vậy luôn, nó trùng hợp luôn. Dạ. Là một mẹ hiện về là coi như là giống như là một cái vết hào quang mà nó giống như một cây đèn pin vậy đó, nó tỏa sáng ở hướng đông á. Mà chị cũng nhìn thấy như vậy, mà bé kia cũng thấy như vậy luôn. Hai người cùng thấy giống như vậy luôn. Là mẹ cũng trong kinh mẹ cũng cho biết đó, quê nào mà theo lối con ta đến đó hiện hình. Cho nên con bé Văn nó tín ngưỡng lắm, rất là tin vào mẹ thiên nhiên, cho nên bé cầu mẹ thiên nhiên, nên bé thấy mẹ thì mẹ cho thấy. Tức là mẹ, mình chỉ thấy một cái luồng ánh sáng thôi. Luồng ánh sáng, mình thấy một cái luồng ánh sáng. Đó chứ là mẹ cho mình thấy lúc mẹ rất là mẹ vô thường, nhưng mà mẹ rất là nhiều hình tượng. Lúc mẹ như thế này, lúc mẹ hiện như thế khác là mẹ cho cái dấu hiệu đó, là mẹ biết là mẹ đang soi sáng cho những cái con người mà họ tín ngưỡng. Dạ. Mẹ đang đổ. Mà cái này bây giờ nhắn gửi bạn Phượng Cali. Bạn Phượng Cali là không biết sao mà để nói cho bạn Phượng biết là trong cái Zalo á là tìm không có ra được bạn Phượng, cho nên là không có nhắn tin nhắn lại được. Mà bạn Phượng gửi tin nhắn, bạn Phượng nói là bạn Phượng gọi mà không có gửi lại được, cho nên là để mong bạn Phượng coi cái clip này để bạn Phượng mai bạn Phượng gọi cho chị hơn. Ok vậy bạn ha. Phượng ở Cali ở bên Pháp. Ở bên Pháp ha. Dạ. Không biết tại sao mà Zalo ai cũng có tên mà tại sao bạn Phượng không có mở không có ra. Mà cái hồi mà bạn Phượng gửi cái tin nhắn qua cho chị, sau rồi chị tìm cũng không ra luôn, không biết sao luôn. Rồi cái, để kết nối sau đi ha. Cái bài này nó, chương trình này nó kết thúc ở đây là nó hết ở đây. Là một bài đó. Vậy là tới cái đoạn này là coi như là đã kết thúc cái đoạn nãy giờ chị nói đấy ha. Dạ, hết rồi, hết thì một bài. Thì coi như là nói chung là tóm lại cái bài này là thứ nhất là cũng có nói về cái cách mà để mà cầu mẹ là chính. Tại vì đúng rất rồi. Là nhiều người muốn biết cầu mẹ thiên nhiên như thế nào thì bây giờ chị có thể nói sơ lại. Đúng rồi. Cái phần mình, cầu cho nó kỹ lại một lần nữa thôi. Mình nói sơ lại là cái đoạn là cầu là mẹ nói là chỉ rõ họ và tên của mình ra, mình cứ đọc cái tên của họ mình ra. Yeah. Xong rồi mình ước nguyện cái gì, mình muốn cầu mẹ cái gì thì mình sẽ nói ra. Rồi mình niệm sao? Mình niệm sao? Mình đọc trước sao? Khi mình chị là thường thường chị cầu là Nam Mô A Di Đà Phật, con chào mẹ thiên thần thánh mẫu.
Rồi con rồi muốn cầu cái gì là tự trong mình nói ra, con muốn muốn cái gì là mình nói mẹ ra. Mẹ Thiên Thần Thánh Mẫu hả? Mẹ Thiên Thần Thánh Mẫu Nam Mô. Đầu tiên là mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật trước. Con chào, con xin chào mẹ Thiên Thần Thánh Mẫu. Dạ, con xin chào mẹ Thiên Thần Thánh Mẫu. Rồi mình mới nói cái ước nguyện của mình lên là mình cầu sống đời thượng quân thánh đức hay là sao, hay là muốn về có Phật gì đó phải không? Chị Thương Thương chị hãy cầu gì nè. Con cầu xin mẹ làm cho con theo thánh ý của ngài. Tại vì con là chúng sinh, là người mình vô thường, không có hiểu được cái những cái quy luật của vũ trụ. Nhiều khi mình muốn mẹ cảm hóa mình theo cái ý của mẹ, mình chỉ ao ước vậy thôi. Mình muốn làm theo cái ý của mẹ. Chỉ biết cầu vậy thôi, chứ còn rồi mình cầu cho con gái mình thì mình sẽ nói tên con gái mình ra, rồi mình muốn ước nguyện mình sao thì mình nói cho mẹ biết vậy đó. Mình cầu cho tới ai thì mình nói tên tuổi của nó ra. Rồi chồng, mình cha mẹ gì đó. Mình muốn cầu được mạnh khỏe hay là cái gì đó mình tự mình nói ra. Thì mình đọc lại cái đoạn này nè, thì mẹ nói là chỉ rõ họ và tên, có gì nói hết ra. Đôi lời khi cầu nguyện, ta nào cho thánh thiện, tha thiết cầu ngày thiên, thiết trình thiên mới độ. Mộng gì nói hết ra, ban ra từng câu một, đầu đuôi cho chuẩn mực, đừng để mà nói vấp đó. Thì mẹ nhắn vậy đó. Mà vui nhất là cái tình hình mà chiến tranh kết thúc rồi, cha Trung đắc cử, là mọi người ủng hộ cha Trung, là cái đó là cả thế giới họ đều mong muốn cha Trung để vào Nhà Trắng để lãnh đạo thế giới. Là chiến này rất là nhiều người ủng hộ cha Trung đắc cử luôn. Là mẹ thiên nhiên ha. Cho biết vậy đó. Cho biết là chắc luôn ha. Chắc luôn. Và cũng là hy vọng là như đúng như cái lời của chị nói. Tại vì đang cũng trong thời gian là còn chờ đợi mấy tháng nữa. Mùa đông phải không? Dạ. Mùa đông thì đầu tháng 10 là vô mùa đông rồi. 10, 11, 12. Đó là mà không biết là 3 tháng đó mà mình không thể nào mình nói chính xác là tháng nào được hả? Chỉ nói mùa đông thôi hả? Biết mùa đông á. À. Biết mùa đông là chiến tranh kết thúc rồi, là cho trong đất cũ. Vậy ha. Dạ. Rồi mình trả lời bình luận đi. Ai rồi. Hỏi bạn trả lời bình luận đi. Thì có một số bà con thấy chị giống như là chị nói về cái căn cơ của rất là nhiều người. Ví dụ như là Sư Minh Tuệ nè. Rồi Đường Tâm Tạng nè. Rồi Đức Phật Ca nè. Rồi luôn cả chị luôn. Thì thí dụ như người ta muốn, có nhiều người muốn đến gặp chị, rồi chị có thể chị nhìn cái đó, chị nói cái căn cơ đó được không? Chị là, hay là tùy theo cái lúc nào là chị nói được. Chị là mẹ cho biết là chị là cái nhiệm vụ của chị là tìm ra những mấy chục vị Phật. Mà chị nói cho em biết, ông Lưu Bá Ôn á, chính là ông Tập Cận Bình đó, ông tái sinh ra đó. Cái bài sau, clip sau nữa thì chị sẽ đọc cái cách của ông Lưu Bá Ôn tái sinh ra ông Tập Cận Bình. Rồi cái cách ông tiên tri, ông nói như thế nào vận mệnh của thế giới, ông biết trước luôn. Ông biết trước những cái lời mà chị nói ra đây á, là coi như là ông Lưu Bá Ôn ông đã biết trước hết rồi. Ông đã biết trước cái vận mệnh của Trung Hoa nó sẽ sụp đổ như thế nào. Ông cho biết hết rồi. Tại vì mọi người không coi, mà bây giờ ai muốn biết rõ hơn về thiên cơ thì coi là mở Lưu Bá Ôn ra để tiên tri đất nước Trung Hoa sẽ bị sụp đổ. Mà trong kinh dịch của chị cũng cho biết, nếu mà Trung Hoa không gỡ con đập thì Trung Hoa cũng sẽ bị sụp đổ, bị hủy diệt. Nhưng mà gỡ ra rồi nước nó dâng lên là sao? Mẹ cho gỡ mà. Bây giờ phải chặn chứ, gỡ nước, sao? Nước nó dâng lên là chảy, nó chảy. Gỡ là nguy hiểm mà. Mẹ nói là cầu mẹ trời yên bể lặng, mẹ độ cho trời yên bể lặng xong mẹ cho gỡ. Bây giờ đang chặn nước mà gỡ rồi nó tràn vô sao? Vậy mà mẹ nó gỡ được đó. Mẹ nó cầu trời yên bể lặng là mẹ cho gỡ con đập đó. Còn mẹ nó để mà tự nó bể là coi như là Trung Quốc là bị diệt vong á, ít nhiều bị diệt vong á. Mà Lưu Bá Ôn cho biết hết rồi. Lưu Bá Ôn cho biết là Trung Quốc sẽ bị hủy diệt, mà có người ra để mà chỉ đường mở lối để cho mà thoát nạn đó. Lưu Bá Ôn cho biết, nếu ai muốn biết rõ hơn về cái vận mệnh của Trung Quốc thì mở Lưu Bá Ôn ra coi thôi, rất là ứng nghiệm luôn. Cũng như hôm bữa em có gửi một cái video của một cái cô, mà cái cô đó cũng rất là nổi tiếng trên mạng đó. Chỉ muốn nhờ chỉ muốn nhờ chị là coi giùm cái cô đó là cái tiền căn của cổ như thế nào, rồi không gà chị có coi được không? Chị chỉ trách nhiệm của chị đi tìm những các vị Phật thôi, mà chị giải từ từ chứ không phải tự nhiên, mà chị không phải là bà thầy bói. Mà chị nhỏ giờ chị ghét hai cái chữ thầy bói nha. Cho nên chị không có coi bói. Mà chị nói em nghe, đi coi thầy bói nhiều lắm mà không có thầy nào mà biết trước được cái số phận của mình trơn. Những cái gì mà thiên cơ trời cho lộ thì biết, còn những cái gì mà mẹ cho người đó tới đó phải gặp vậy là mẹ không có cho lộ, là không ai biết được đâu. Tại vì cái nghiệp của mình phải đi, mình phải trả, mà cho biết mình né sao, đâu có trả được nghiệp. Cho nên là cái nghiệp là phải trả. Cho nên mẹ không cho đứa nào mà biết được cái gì của đứa nào để mà tránh né chứ.
tới cái thời phải cái thời cái nghiệp phải gánh phải trả phải đi đó. Cho nên cái thời điểm mà chị đi tìm thầy Thích Tâm Vĩ đó, tại sao mà lên mà không gặp, không có kết quả mà tại sao chị phải đi? Yeah. Mà trong thiên cơ là mẹ định chị phải đi, mà đi để không gặp, rồi đi rồi trả về, mà nói người ta không tin, mà tại sao phải đi, phải làm như vậy? Đã thiên cơ mẹ định vậy rồi. À. Đó, phải định như vậy, phải đi mà phải quay về mà phải không gặp, mà đưa ra nói người ta không tin, thì trong thiên cơ nó định vậy. Mà trong khi trước khi đi là em chị nè nó cản gì lắm. Yeah. Nói chị mà trong cái tháng này chị không được đi, đi là không có làm ăn gì được hết đó. Nhưng mà chị biết chị phải đi, chị phải làm. Nếu vậy là em chị cũng hay chứ. Nó biết nó, thầy bói coi nói vậy nè. Thầy bói coi nói là bà nhà trong tháng 5 này bà không được bước chân ra khỏi nhà, bà bước ra khỏi nhà bà chỉ có chết thôi. Nói vậy đó. Nhưng mà mình biết mình chưa có chết được đâu. Dù có gặp tai nạn gì đi nữa mình cũng vẫn sống, mình cũng vẫn qua, mẹ sẽ che chở cho mình qua. Mà đúng khi mà thời điểm đi rất là nguy hiểm nha. Cái lúc đó mà chị đi xe Honda. Yeah. Mà đi qua cái đoạn mà nó nguy hiểm nhất là cái xe mà nó đang chở cát á. Chở gì nặng lắm mà nó đi qua vậy nè. Mà chị thì chị lách chị né bên đây chị qua. Mà có ba chiếc xe du lịch là nó đi qua đây. Mà cái lúc đó là áp lực nhất. Mà chị luôn vô giữa, mà ba chiếc xe du lịch mà nó băng qua mà nó ép chị một mình ở giữa nha. Mà cái lúc đó là chị nói một sống một còn á. Nguy hiểm quá. Cái lúc đó mà đi qua được rồi mình mới nghĩ là mình sống. Là coi như là chị biết là dù có gặp cái cắt tắc trở cái nào mẹ cũng đổ chị để chị thoát qua, chị không thể chết được. Mà bé nào nó coi bói không biết, nó nói em chị nó nghe nó dữ quá, nó về nó cản không cho chị đi. Nó chị mà ra khỏi nhà trong cái tháng đó chị sẽ chết. Mà chị biết chị sẽ không chết, mà chị sẽ có mẹ độ cho chị thoát qua. Mà nó đúng in vậy đó. Mà đúng cái mùa hạ tháng 5 là chị mới đi tìm ông thấy Tự Tất Đạt Đa nha, là thầy Thích Tâm Vị. Mùa hạ tháng 5 hả? Mùa hạ tháng 5. Năm sau hả? Sang năm gì rồi? Dạ. Là hơn một năm 12 3 tháng rồi. Mà đúng cái mùa đó chị mới lên tìm ổng. Mà lên lúc đó là chị hỏi là mấy người nói là thầy đi về quê rồi. Nếu mà chị biết coi bói chị đâu có đi đến đó. Dạ. Mẹ không có cho chị coi bói, không có biết trước được những chuyện đó. Mà nhưng mà mẹ sắp đặt cho chị là phải đi tới đó, mà phải không gặp thầy rồi phải quay về đó. Cho nên chị làm cái gì là coi như thiên cơ ẩn mẹ đưa đẩy cho. Đọc xong mở mắt kính ha. Dạ, rồi chị có thể tháo kính ra cho nó nhẹ nhàng chút xíu ha. Chị cái đo độ hôm bữa là chị đo độ hôm bữa là cận bao nhiêu độ? Cận là coi như một độ 25. Độ 25, chưa được độ gửi ha. Chưa được độ rưỡi. Coi như là từ cái ngày mà viết sách xong xuôi là nó bị cận hay sao chị? Viết mà để chị nói nghe, viết là coi như là ở nhà mà bây giờ mới biết là bị hành căn, hồi đó họ đâu có biết là bị hành căn đâu. Tự nhiên từ cái khi mà bắt đầu mà gặp mẹ giờ là tự nhiên mình nó không còn cái sức lực gì để đi làm gì trơn á. Ngồi không nổi để viết kinh nữa. Chỉ có một cách là nằm thôi. Bạn sớm mà người ta nhìn vô người ta nói con này sao làm biến không chịu đi làm ở nhà hoài mà người ta đâu có biết mình dịch kinh đâu. Rồi áp lực dữ lắm, nhà mình cũng la nữa, tại sao không có làm gì mà suốt ngày ở trong nhà vậy, mà mình nói mình viết thơ nè mà nhà nó viết để làm gì. Đâu có biết đâu viết để làm gì. Chắc lúc đó ở nhà mình nói mình cũng không bình thường ha, không được bình thường ha. có nói chắc nhau này hơi tưng tưng hả, rồi áp lực dữ lắm. Mà chị nói chị biết, em chỉ nói biết sao không? Để dẫn bà đi bệnh viện đi. Khám coi chắc bà bị tự kỷ hả? Không, nói là bà bị chắc bà bị ảnh hưởng về thần kinh rồi. Chứ tự nhiên sao toàn là nói chuyện trên trời dưới đất vậy nè. Nó để dẫn bà đi khám coi bên có bị gì không. Gây đi khám sao? Áp lực dữ lắm. Đâu có khám đâu, mình biết mình mà mình biết là đến cái thời mà mẹ đổ cho mình để mình viết kinh. Nhưng mà mình viết kinh thơ hay vậy mà mình đọc nó không chịu nghe. Thôi được rồi chắc tôi nghĩ là tôi dẫn bà đi khám bệnh thôi. Thôi bữa nào em chở chị đi khám. Trời mà áp lực dễ sợ, nhà ai cũng nói nhưng chị không nói. Em chở chị em đi đo điện não chị coi có bị ảnh hưởng gì không mà viết thơ hay quá vậy. Biết sao mà viết thơ hay thì mà đọc nó không chịu nghe. Mà đòi dẫn đi khám bệnh không à. Khổ vậy á. Rồi lúc đó chị không chịu đi, rồi em chị nói sao nữa? Thì nói ta đâu có bệnh gì đâu, đi ta bình thường mà đi chi. Ta bệnh sao ta viết thơ được. Mà cái viết để làm gì? Ta viết để sau này để cho mọi người biết. Tại vì cái này là ân điển của mẹ đưa xuống đó, để cho mọi người biết, người ta giải thích cho nó nghe vậy đó. Mà không chịu nghe thôi được rồi. Bà đừng nói nữa. Được rồi, tôi hiểu rồi. Đừng mà nói ở đây thôi nghe, đừng có nói ra ngoài công an bắt hết.
mà biết sao mà nghĩ công an bắt, tại vì mình chỉ cho người ta tu tập là làm đường tốt thôi, chứ mà đâu có chỉ làm đường bậy đâu. Sợ lắm, mỗi ngày lần đúng mà rồi, nói đường suối tan trộm cướp rồi. Nhưng mà nhất nó áp lực nhất là tội nhất là hai đứa con của chị. À. Mỗi lần mà thấy mẹ em đi làm vậy là hỏi rồi mình cũng chia sẻ cho nó biết để nó thông cảm, mà nói mẹ ơi cho mẹ em kiếm cái việc gì làm để có tiền đi, rồi sao mẹ làm cái này chi vậy, nó đau khổ lắm. Mỗi lần nói là hai đứa con nó đau khổ lắm. Nói mẹ không biết làm sao mà cứ ôm vô mấy cái chuyện này đó. Tội nhất là thằng trai nó đau khổ dữ lắm, nó thấy mẹ ngồi mà viết kinh thôi gì không chịu đi làm cái gì, rồi mẹ lấy gì mẹ sống. Là nó lo. Tội nhất là thằng trai mỗi vậy lần mà nói ra là nó lo lắm. Nên mẹ đừng có viết nữa, mẹ đi làm đi. Nó đâu có hiểu được đâu. Là hiện giờ cháu nhiêu tuổi rồi chị? Cháu 26 tuổi rồi. 26 tuổi rồi, giờ chắc có đi làm rồi ha? Có, là có việc làm ổn định rồi, làm shipper. Con trai chị ngoan lắm. Dạ, 26 tuổi rồi. 26 tuổi. Rồi đứa nhỏ? Đứa nhỏ mười mấy tuổi à. Cũng con trai luôn hả? Con trai còn đi học. Vậy là hai đứa con trai ha? Dạ. Rồi chị ly dị ông xã lâu chưa? Hồi bé chị đó là bé chị bây giờ 19 tuổi, mà hồi đó ly hôn là bé 2 tuổi, 17 năm, 17 năm. 17 năm ha. 17 năm rồi, là bao lâu là chị mới viết ra thơ này? Sau khi mà chị ly dị ông mấy năm chị mới viết ra thơ? Chị viết thơ là cái thời điểm cách đây là gần 3 năm đó. Mới đây thôi, 3 năm thôi. Gần 3 năm đó. Là chị viết được bao nhiêu quyển vậy? Nhiều tập không? Viết được cũng mười mấy quyển. Mười mấy quyển tập vậy đó hả? Mười mấy quyển mà cũng mấy chục bài. Vậy ha. Mấy chục vậy là hôm gà là chị mới đọc coi như là chắc cũng chừng có 3-4 quyển vậy gì ha. Cũng còn nhiều bài chưa đọc, mà trước khi đọc phải kiểm lại. Kiểm lại coi nó có hợp với cái thời kỳ căn cơ không hay sao? Phải kiểm lại, tại vì mình trong đó có nói về cái mà bảo được không gà không? Có. Xong rồi mà chị nói em nghe nè. Trong này nha, nó hay một cái nha, không có được trùng, dịch đúng 5 chữ. Dạ. Yeah. Không có được dịch thiếu 5 chữ mà không được quá 5 chữ. Một chữ dịch ra 5 chữ mà không được trùng. Ví dụ như là mà thiên cơ trời lộ thì trong này nó chỉ được một thiên cơ trời lộ, là cái chữ cuối cùng nó là chỉ được một chữ, còn cứ không có được lập thêm một chữ thứ hai nữa. Nó là như vậy. Hay ha. Mà mẹ báo cho biết là cái thời điểm mà trạng trình nói nè, bắt đầu ứng nghiệm rồi sấm dẫn Phật thầy này, bắt đầu sẽ ứng nghiệm đó. Mà sang năm mà tới cái đại dịch thì khổ lắm. Vậy luôn hả? Mẹ nó hối không xong. Dạ. Nếu mà không lo tu là mẹ nó hối không xong. Sang năm luôn. Cứu không kịp. Mà có nói trong đó có nói tháng nào không? Hay là tháng 5 á, rằm tháng 5 á. Rằm tháng 5. Mẹ cho biết rằm tháng 5 mà theo chị đoán là sang năm. Vậy ha. Chứ còn mẹ chưa có cho báo năm, mà theo chị siêu đoán là tháng sang năm. Dạ. Rồi mẹ nói là tiếp tục dịch đi, rồi mẹ báo biết cho biết năm nào. Vậy đó. Chị nói là tháng 5 thôi. Nó cái đằng cái bằng bên này nó chói vô mặt của chị luôn rồi. Vậy ha, trái ha, như vậy nó mới sáng lò, nó mới sáng sáng cái mặt gì được. Cảm ơn ca sĩ Tuấn Dũng rất là nhiều. Yeah. Mà bữa nay mới được nghe Tuấn Dũng hát rất là hay. Gì hả? Có nghe em hát luôn hả? Nghe hát rất là hay. Còn đẹp nữa chứ, hát hay mà đẹp nữa chứ. Đẹp trên sân khấu hay chứ ngoài sân khấu không? Ở ngoài còn đẹp hơn trên sân khấu. Vậy sao? Ở ngoài đẹp ngồi hơn. Rồi ta sân khấu mặc đồ vest đồ này, lên sân khấu đèn đồ nữa mới đẹp chứ, ngoài. Ở ngoài đẹp hơn. Ở ngoài đen thù lùi đẹp. Hôm bữa có ông anh Việt Kiều bên Canada về, ông về cảm ơn về bài thuốc bà núi á. Ông nói ủa, sao tôi nhìn Tiến Dũng ở trong TV sao thấy trắng trẻo, thấy đẹp trai mà sao ông ngoài nhìn giống người dân tộc quá vậy? Ở ngoài tôi Tuấn Vũ trắng mà, trắng hồng luôn. Làm em cũng đứng hình với ông luôn á. Ông nói ở ngoài, ở ngoài nhìn, cũng đẹp mà trong ở ngoài cũng đẹp. Nhìn thấy đen mà nhìn giống người dân tộc. Ông Tuấn Vũ trắng mà, trắng mà trắng hồng giống con gái vậy đó. Vậy hả? Giống đánh phấn hồng luôn á. Vậy luôn hả? Da đẹp thiệt. Yeah. Mà trẻ nữa. Chị có muốn da đẹp giống em không? Chỉ cho biết. Có. Muốn không? Có. Muốn biết thì có. Thì nữa tôi đem sâm hồng lên củ sâm hồng cho nấu uống ha. Ủa vậy hả? Củ sâm hồng. Hàng gì da đẹp dữ luôn. Uống đi rồi chừng 1-2 tháng trắng, da trắng mà hồng luôn. Đẹp hơn da con gái đến phấn luôn. Vậy ha. Cảm ơn chị. Cái này hai chị em tự nhiên khen nhau đợi. mà Lê Khanh Chế Khanh cho cái thuốc gì uống á. Yeah. Xong rồi bôi rượu nữa, bữa nay đỡ nhất cái dai lên nhiều lắm rồi. Không biết cái thuốc gì, thuốc bắc. Yeah. Mà không có nhớ được cái hiệu. Yeah. Mà hai cái kết hợp vô mới hết nha. Vừa uống thuốc vừa bôi rượu. Mình ở trong chùa mình có nấu nước được không? Nấu nước được không? Có, nấu được. Rồi để bữa nào em đem ngày mai mốt về em lên em đem sâm hồng lên cho ha. Nấu uống nó khỏe lắm. Hàng gì này, da của Tuấn Dũng da đẹp nó không? Hồng hào đẹp.
Hay ha. Rồi vậy bây giờ mình chị em mình tạm kết thúc video này hay sao? Mình kết thúc ở đây ha, mình xin chào khán giả ha. Kết thúc rồi ha. Vâng thì quý vị nãy giờ thì chúng ta đã nghe qua những cơ bút của chị Hoàng Long Nữ đã dịch ra và đọc cho bà con mình nghe. Thì nếu như quý vị thấy những điều gì hay, những điều gì tốt đẹp thì chúng ta lưu giữ cũng như là để mình nghe. Còn những điều nào mà chúng ta cảm thấy không hợp lý và thấy không hay thì chúng ta có thể bỏ qua. Tại vì chị là một người phàm, một người cũng đang trên bước đường tu tập và là cũng như gọi là hành căn đó vậy. Thì cũng mong quý vị mình cũng quan hệ thông cảm mà chúng ta cũng đừng có bình luận những cái lời bình luận khiếm nhã mà làm cho chị là thối chí rồi chị không có dịch nữa là không có cho bà con mình nghe thì ổn lắm nghe quý vị. Cho nên chúng ta thấy điều nào mà không hay thì chúng ta có thể là bình luận Long Nữ ơi, chỗ đó em còn thiếu sót hay là gì đó, hay là chị còn thiếu sót rồi đó, thì để cho chị Long Nữ sẽ dịch kỹ hơn và để trả lời cho bà con mình ha. Chứ mình đừng có những cái bình luận mà gọi là khiếm nhã đó thì làm cho là chị Long Nữ chúng ta buồn rồi, chị Long Nữ già xấu. Vậy à, Tuấn Dũng ơi, có người bạn nói gì nè, chị là để cái số điện thoại lên đó, cho các bạn biết á, để các bạn liên lạc, nhưng mà bây giờ chị không có nhớ số điện thoại của chị. Nhưng mà không được đâu, để chị, lên chị, rồi là chị mất ăn mất ngủ luôn. Chị không nhớ số điện thoại của chị, bây giờ ý là nè, tụi em đây mà còn mất ăn mất ngủ nữa đi. Bây giờ ai mà muốn biết số điện thoại thì hỏi tụi em, cho ha. Cho chứ. Chứ chị thì chị không cần chị không có cho. Nhớ số của chị. Chứ rồi mà cho rồi là chị mất ăn mất ngủ luôn, không còn thời gian để dịch kinh nữa ha. Thông cảm ha, tùy theo người, để giờ mình cảm thấy mình ok thì được, cứ còn khơi quay được. Bye bye, mình xin chào tất cả. Chào chị nha. Rồi vâng, giờ đây thì Tiến Dũng và em Văn Trường Tubi thân ái mến chào chị Hoàng Long Nữ và chào tất cả quý vị khán giả. Chúc mọi người luôn luôn được sức khỏe, bình an và lúc nào cũng gặp nhiều may mắn, tinh tấn trên bước đường hành đạo nha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào khán giả.